Thưa quý vị, viêm họng viêm amidan, ho khan hay viêm phới quản mãn tính là chứng bệnh phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, thường gặp trong thời điểm giao mùa. Hầu hết mọi người đều đã nhiều lần từng trải qua các chứng bệnh này. Chuyên gia y tế lý giải nguyên nhân và đưa ra một số lời khuyên hữu ích các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm họng hạt, viêm amidan, ho khan, ho có đờm thường xảy ra khi thời tiết chuyển mùa. người bệnh thường chọn phương pháp không dùng kháng sinh đối với những biểu hiện ban đầu bệnh nhẹ. tuy nhiên khi thấy có dấu hiệu bệnh nặng ngoài tầm kiểm soát, người bệnh nên tới gặp bác sĩ để phòng ngừa và giảm bớt triệu chứng viêm họng. việc sử dụng kháng sinh tự nhiên được các chuyên gia y tế khuyên dùng. đặc biệt trong hachisu có một loại dược liệu quan trọng đó là keo ong xanh brazil sau thời gian nghiên cứu các nhà khoa học đã tìm ra hoạt chất flavonoids đây là kháng sinh tự nhiên có khả năng kháng viêm kháng khuẩn và tăng sức đề kháng cho đường hô hấp trong cái đường hô hấp thì ta thấy là cái viêm họng là một cái bệnh tương đối phổ biến vì nó là ngã ba đường ăn và đường thở ở do nhiều nguyên nhân gây ra và nếu mà không điều trị thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống hachisu làm cái sự thành công lớn bởi sự kết hợp giữa những cái khoa học tiên tiến có thể điều trị viêm họng mà tôi thấy kết quả rất tốt. hachisu được chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên với độ an toàn tuyệt đối lành tính và đặc biệt không gây tác dụng phụ cho người sử dụng. Quy trình sản xuất đóng gói đều được đảm bảo chuẩn xác và khép kín chúng tôi đã cho ra đời viên sủi Hachisu bằng công nghệ nano. Công nghệ nano giúp cho việc chữa bệnh trở nên dễ dàng, giúp người sử dụng cảm nhận được hiệu quả nhanh hơn gấp 300 lần. Hachisu được giới chuyên môn đánh giá cao giúp hạn chế quá trình oxy hóa, kháng khuẩn đường hô hấp, hỗ trợ thanh họng, giảm tăng tiết đờm giải, giảm đau rác họng do ho họ kéo dài. Nhà sản xuất khuyên người dùng chọn cơ sở uy tín tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng đang xuất hiện trên thị trường.